Chào chào. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Pashua. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Mateo. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Nổ Đông và Nổ Bên Ốc, Cuộc Sống Châu Phi. Thì như nay anh em mình lại quay trở lại bản mới nha các bạn. Thì như bữa hôm trước anh em mình, chủ nhật tuần trước, đến phát bánh kẹo cho các em. Như mình cũng đã nói bác trưởng bản rồi. Hôm sau anh em mình sắp xếp được công việc thì đến bản nơi đây để giúp đỡ mọi người, giúp được cái gì thì anh em mình sẽ giúp. Anh em mình sẽ vào bên trong nhà bác trưởng bản nha các bạn. Đây, bên trong show bà tên cả là. Tiên xà. Tất bay. Mấy nè. Tất bay. Bất tạt. Tất bay. Tất bay. Bài tính. Bài văn này. Bài. Hả? Anh văn này. Bài văn này. Tất bay mai bên này. Tất bay. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. Sim. Tá indo bem. E você? Đây là anh em mình đang vào trong nhà bác trưởng bản. Ok. Đây biết là ai? Ở nhà con trai đi làm thành phố thì có anh nhạc. To phết. Nhưng như này nó bằng đất. Đây, nhà bác đây. Tudo bem, irmão? Tá bem. Sim. Tá bem. Show bar, não tá? Show bar daqui na da viragem. Ah, show bar, não tá? Saiu muito tempo. Não. Hiện tại bác trưởng bản này không có nhà các bạn. Đây. Ui giời. Các em nhỏ ai đến đây. Vê vê vê. Ở trong ấy về các bạn, ở trong công trình này. Là không có bánh kẹo này, không có bánh kẹo. Hôm sau được, hôm trước mà. Ui giời. Số vào bao vô với tan đi. Các em nhỏ đấy. Số vào phone. Em ra trắng phết này. Tôi bay. Hả? Tôi bay. Đang chờ đợi bác trưởng bản các bạn ạ. Hôm nay anh em mình ở trong mấy hôm nay đi ở trong bản suốt, mấy là đi bận lắm nên là vừa cũng ở trong bản lô màn đà ra ông để vào hướng dẫn mọi người ghép sắt đây để đổ răng móng đó các bạn. Nên trong xe không còn hộp bánh nào. Nên đi đâu gặp các em nhỏ là cho hết rồi. Hôm sau thôi. Tôi bay. Hả? Tôi bay. Tôi bay nào. Phan à? Hả? Tôi bay. De parabéns. Tudo bem? Muito, muito. Sim. Meu filho. Obrigado, papá. Valeu. Sim. Tá bom. Okay. Obrigado. Sim. Hã? Ah, để bác trưởng bản mới về các bạn. Để mà ngồi nói chuyện với bác một tí. Để tìm bữa trước để đi tham quan một vòng quanh bản rồi. Cẩn thận đấy, chìa khóa ấy. Chìa khóa ra sao vì nay chứ mà. Cất chìa khóa. Căn phòng. Hôm nay thì anh em mình đến là gặp đến riêng nhà bác trưởng bản. Nó sẽ là fora, fora rồi. Sì. Ôi bác mời trong nhà đấy thôi. Ngồi ngoài đây, anh em ngồi ngoài đây. Ngoài cho thoáng. Sì. Tá bem. Vậy đi rồi. Soba. Outro dia eu já falei bem soba. É isso mesmo. Quando eu tenho tempo, eu também vou aqui no bairro. Sim. Eu também ajudo bem no bairro. Ok, ok. Porque muito tempo no bairro. Sim. Tem gente. É isso. Quem sabe fazer como? Sim. Gente, população. Okay. Aqui mesmo, tirando mesmo as quintas. Quintas, balaio, né? Sim. Okay. Balaio tem. Balaio. Sim. A minha esposa mesmo, a minha esposa sim. Sabe? Faz isso, sabe? Sim. Tem aquele grande de meter fuba. Sim.
Aí com o capim. Ah, me dá um fubá com também, tá bem. Sim. Outro? Outra coisa é a esteira. Esteira? Esteira tem quantos, que sabe? De banana, bem aqui uns quatro, chega. Quatro pessoas. Quatro mestres. Sim, quatro esteira. Mestres. Sim. Sim. Tanto mesmo aquele aí da Loneva. Ah, aqui. Okay. Como? Tem dois tipos de esteira. De tem esteira. Aquele tipo que faz aquele mudo da Armanda. Sim. Agora tem mais um. Tá bem. Outro tipo mais. Okay. Sim. Sim. Outro coisa. Fazer com. Ah, nó thấy mùi tù mình canh xa vậy á. Thì ok nha các bạn, thì anh em mình như vừa anh em mình nói đấy, thì anh em mình sắp xếp thời gian là đến bản hiện tại là bản Nongoni. 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 Này bản mới này để giúp đỡ người dân. Thì như bữa trước anh em mình cũng đã đi thăm một vòng quanh dân bản rồi đấy, hôm nay mình lại đến một buổi nữa thì để mà giúp đỡ. Thì hiện tại bây giờ thì bản mới mà người dân thì cũng dân số thì có 80 hộ gia đình, mà người dân thì rất là nhiều. Thì trước mắt thì mình sẽ hỏi, cũng vừa đã hỏi bác trưởng bản này, trước mắt thì mình sẽ tìm hiểu cái ngành cái nghề gì của người dân đã. Từ xưa nay họ, bây giờ như vừa mình nói bác trưởng bản này, từ xưa nay họ ở dân bản có ai biết cái ngành nghề gì không, mà gọi là mọi người biết ngành biết nghề mà làm ra sản phẩm mà không gọi là không phát triển được. Thì anh em mình sẽ có hướng giúp mọi người phát triển, thì trước mắt như thế. Còn những cái nghề mới thì từ từ đó, dần dần, từng một bước một các bạn. Thì mình muốn là để giúp họ bài bản thì trước tiên là tận dụng cái ngành cái nghề của người dân ở bản địa đấy đã. Có gì đã thì như bác nói là mới có được một người. Sau ông Amai Faze, cô giáo quán đàn phù bà, ôi từ đủ Faze, xì tè đà, cũng capin, ôi từ đủ Faze, xì tè đà, đều phôi đà, banana. Xega? Xega. Mới có chỉ có hai người, một người biết cái đan cái rổ bằng cái cây cỏ này để đựng phui, đựng bột ngô. Còn một người mà biết đan cái chiếu như ở bên bản Nomanda đó các bạn. Sô bà? Sì, sì. Aqui tudo gente aqui? Sì. Quanto tem chuva, tudo vai cultivar milho? Milho. No nem não tem chuva, aqui fazia como? É ficar mesmo assim. Ah, na época seca. É ficar mesmo assim. Sem trabalho. Hỏi bác là thế mùa mưa thì mọi người trồng ngô, thế mà hết mưa thì mọi người làm gì? Thì bác bảo cứ như này thôi. Thế mình bảo cứ như này thì lúc nào cũng đói. Na década de 2019, 2020, aí a seca começou. Tirando mesmo batata doce, pouco assim, numa cabanheira assim, zito. Assim a pessoa consegue para ir lá comprar só pouco de caçalho. Muito tempo, muito tempo vendinho. Agora esse tempo chuva estragou todas as sementes, não tem. Thế là ở trong khu này là mấy năm nay là bị hạn hán các bạn ạ. Ngày xưa như bác nói là ngày xưa là có mưa. Mưa được tem bù tinh su và vui. Sì. Tu đù cô thể vào cái tabu. Tabu. Và qua từ bát sa đù su và nô tinh. Nô 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 tinh nô tinh. Tôi đây semente estragou. Tudo mesmo. É sofrimento. Vai que xem lá. Vai xem lá aqui. Vai, pastel. Vem, sim. Senta. Senta aqui. Aqui, não tem um nem. Sim. Ok. Aqui, não. Exatamente. Aí, quem? Mais um quem? Daniel. Ele fala com o Soba. É mais velho. Como é que sou mais velho? Sim. Ah, aqui, bairro aqui? Sim, sim, aqui. Sim. Vừa thì mình cũng đang hỏi hết bác trưởng bản này các bạn ạ. Thì như bác nói là mấy năm nay về đây là ở bản là bị hạn hán. Hạn hán người dân thì có mưa xuống thì đi trồng cây ngô, cây lương thực. Mà như mùa mà hết mưa rồi thì cứ như này thôi, không có công việc gì để làm. Trong bản thì chỉ có mấy người biết làm chiếu này, và cũng như biết là đan cái đồ đựng để đựng phôi này, nhưng mà gọi là làm ra được nhưng mà không bán được, không ai mua, họ không có điều kiện nữa, cứ phụ thuộc vào mùa mưa. 6 tháng mưa thì mọi người có đồ ăn, có lương thực trồng ngô được, có lương thực ngô ăn, nhưng mà nhiều nhà trồng được, nhiều nhà trồng cũng không được, cứ như thế thôi. Họ cứ sinh tồn được như vậy, như đi ra gọi là bác vào đi kiếm cái gì, cái củ như kiểu củ khoai ngứa này, đi đào ở suối về ăn. Bây giờ thì dần dần mình đang cứ tìm hiểu dần dần thôi, rồi hôm sau có thể là như vừa mình nói, nhưng mà đây không có nước, bản này đặc biệt là không có nước. Quan tù cái bài rủ cái Awanobasa. Awanobasa.
eu quero, vai ajudar aqui, tudo, cultivar muita milho, muita feijão, muita batata doce, batata zena. Ok. No Nema aqui não tem água, fazer como? Água. Água não tem? Tem a vala. Quando tem água, eu vai aqui, abre-se um horta, deixa tudo cultivar. Quando semente, eu ajudo tudo. Aqui, tudo, colinha, tira água. Onde? No rio. Beber também? Beber também, é mesmo lá, no rio. Casa, você não tem água, bebê? Eu vou ver. Quer ver, bebê, água daqui? Água, você come água. O filho ainda? Sim. Cái hỏi bác ấy, như bác bữa trước bác nói mình một lần toàn đến lấy nước ở suối thì để mình cũng đang xem là nước ở suối thế nào. Con này. Ui. Nó bè bè. Em quay về về, em nó bè bè. Ok, ok. Đây, đây. Nước suối này toàn có vẫn rác mấy cái gì này. Cái gì ta mà này, ta su su. Ta su su. Ta, como o bebê aqui não tá bom? Olha só, tá. Agora só. Tá sujo. Depois, eu vou aqui ajudar a fazer um furo. Cata água, bebê. Tá bem. Ah, soba. Sim, pronto. Eu quero superar o método. Depois eu vai aqui fazer um furo. Sim. Để chắc chắn là hôm sau sẽ đến bản giúp khoan cho mọi người một cái giếng. Thứ nhất là cái nước sạch là đầu tiên các bạn. Hiện tại bây giờ đang mùa mưa, một cái đường nếu mà xe tải vào thì chắc là cũng không vào được. Xe mà chở máy khoan giếng vào thì cũng không được, không thể vào được cái đường ở bên ngoài được. Nhưng xe của anh em mình đi mà nó còn nảy bên này, nảy bên kia mà xe tải ấy, họ phải chở nước này, rồi phải chở cả máy móc này, đá sỏi nên rất là nặng. Để vào trong bản này thì hiện tại đang là mùa mưa thì chưa thể chở được. Thì mọi người thì chắc là vài hôm nữa hết mưa thì mình sẽ nhờ thợ vào trong đây sẽ khoan một cái giếng để lấy nước sạch đầu tiên để khắc phục trước mắt cho người dân thì cái nước ăn á. Rồi là dần dần từng bước một sẽ dần từng bước một giúp người dân thôi. Hôm sau thì mình sẽ đi, mình sẽ lại từng ngành nghề một phát triển. Để cũng như để sẽ phải đi tìm nguồn nước của bản, thì nếu mà có nước thì sẽ giúp mọi người nông nghiệp, cũng như làm nông nghiệp, rồi là giúp người phát triển dần dần từng bước một các bạn. Chứ cứ mà 6 tháng chờ mùa mưa mới có làm, mà 6 tháng không mùa mưa, cứ ăn mới chơi thế này thôi, vừa đói nữa, ăn chơi này thì làm gì ấy được. À, aqui tem a cacimba. Onde? Não tem nem nada. Ah, cacimba. Cacimba. Ah, nhà bác trưởng bản này này cũng có cái giếng. Ai quên đấy, không hỏi. Giếng không biết là có nước hay không. Sao giếng này này. Ui giời. Nó tên nào à? Nó tên. Ô, giếng không có nước. Ôi giời, thế nào? Ê, nó tên nào đây? Ê, nó tên nào à? Cũng là đào rồi. Ê, họ cũng đào các bạn ạ. Mình cũng hỏi bảo ở đây thế là có giếng nào không? Họ cũng đào nhưng mà đào không có nước. Đào không nước thì không biết khoan quá rồi. Không khoan từ aquí. Cá xìm bà. Ê, nó tên nào bảo? Mang đa măng nào về. Mà sao phu rồi? Có phu rồi. Đúng em aquí áo nó tên. Bắt đầu cùng giếng sâu nó không nhìn thấy đáy đâu, gọi là giếng không đáy ở trong tôn độ không rồi mà không có nước. Thôi giờ tao mà đi ai kê có mấy kê da có mấy kê avocado bố các em nhỏ ấy ăn bơ đấy. Bản là xa quá là giờ là hôm nay là anh em mình vào cũng như để tìm hiểu, cũng như là hỏi bác trưởng bản về một số hỏi bác trưởng bản để hôm tới là anh em mình sẽ đến bản là giúp đỡ người dân bản phát triển, thì dần từng bước một giúp đỡ
thì để mà giúp đỡ được thì anh em mình đang đang cũng đang tìm hiểu dần dần, từng giúp đỡ từng bước một nhé các bạn, từng bước một anh em mình giúp đỡ, thì cũng như thông báo với mọi người để bác trưởng bản nói với người dân là sáng mai tập trung ở nhà thờ, ở chỗ nhà trước cửa nhà thờ, thì ông tí nữa anh em mình sẽ phải về. Hôm nay là chưa đi thăm được, để bác ấy ghi mình nói bác rồi. Số bà tia ra ba peo cũng nạp gì, mà số bà con tàu tôi đủ nô mờ. Kênh sẽ bị phát ra cùng, phát à, bao nụ, để bôi bao nụ, vai về Azuda. Ok ok. Ở đâu cùng mua phát à? Vậy thì tên là cô con gái phi sinh trên đó anh cô vamos ver para o trabalho, você costuma fazer como? Tá bem? É isso aí. Sim. Agora tá à tarde. Sim. Essa. Amanhã. 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 Đường thì xa vào hôm nay là vắng vào trước để dặn mọi người sáng mai đưa món quà ý nghĩa vào tặng cho mọi người, món quà ý nghĩa và tặng cho mọi người vào báo mọi người, cũng như hôm nay là vào là để tìm để bàn với bác trưởng bản để sắp tới sẽ đến giúp đỡ bản các bạn, thì mọi người đến cứ dần dần mọi người đến nhiều nữa. À bên nhà. Thì à, ok nhé các bạn, thì hôm nay anh em mình đã vào trong bản mới, bản Longoni. 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 Thì tìm cũng đến nhà bác trưởng bản để cũng để bàn đang bàn với bác bàn bạc với bác để sắp tới sẽ đến đến bản giúp đỡ mọi người. Chứ người dân ở trong bản sâu này cũng khó khăn lắm. Cả năm có chờ vào 6 tháng mùa mưa để trồng ngô lương thực để ăn ấy, còn 6 tháng là như bác nói này, cứ như bình thường như này thôi, từ xưa nay mọi người như này, có mấy năm về trước thì có mưa thì mọi người còn đỡ đói, mấy năm về đây là hạn hán nhiều, là mưa ít đấy thì mọi người đói không có lương thực, thì sắp tới mình sẽ đến giúp đỡ nha các bạn. Thì video này anh em mình xin dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh Đông Bồn Hồ Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều cảnh quan trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào. Đến nhà báo trưởng bản à, cứ dần dần mọi người đến đi. Nhưng hôm nay đến là mới để tìm hiểu đó các bạn. Chứ quà thì ngày mai sáng mai hẹn mọi người là sáng chủ nhật. Đấy, hôm nay là vào bà này bác trưởng bản cũng như thông báo mọi người biết. Đấy, vui lắm. Ta về nhá. Ta về. Thế là dần phải đi đến đi. Thôi về thì các bạn không ngồi một tí là sân nhà bác trưởng bản là đầy người luôn. Đấy, cứ tắt dụng ngô đến đi. Đấy. Chào. Chào. Chào các bạn. Chào các bạn. À bạn nha. Chào nha. Đi vòng nào đi vòng. Đi vòng. Ui giời, các em này. Ôi, ông sẽ chờ mọi người về. Đấy, quà không có đấy các bạn ạ. Quà thì chưa có mà các em nhỏ tiến đuổi xeo quá kìa. Không có gì nhanh. Nhanh, họ này bảo các em quay lại. À được rồi, hết rồi. Mệt rồi, đuổi mệt rồi.
Dừng đó. Đấy. Đấy, cái vải trong bản này người dân này quý các bạn.